chiều ngày 8 tháng 8, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Phước và Đắk Nông đã kiểm tra tình hình phòng chống lụt bão và quy trình vận hành tại nhà máy thủy điện Đắc Ca. Mực nước của công trình thủy điện Đắc Ca khi đó đang ở cao trình 477m, ứng với dung tích khoảng 17 triệu mét khối, trong khi cao trình đập là 480,5m, cao trình mực nước ra cường là 478,5m, khả năng tháo lũ của cửa tràn là 960m³ mỗi giây. Tuy nhiên, hiện tại do mất điện nên không vận hành được cửa van, kẹt cửa van và chỉ xả tràn với lưu lượng 70m³ mỗi giây và công trình đang ở tình trạng khẩn cấp. Do ảnh hưởng của mưa lũ, nước đã tràn qua đập, gây sạt lở chân đập và có nguy cơ cao xảy ra vỡ đập, đe dọa nghiêm trọng đến dân cư khu vực hạ du các tỉnh Đắk Nông, Bình Phước, Lâm Đồng. Để ứng phó với sự cố có thể xảy ra trong trường hợp khẩn cấp phải phá cửa van đập thủy điện Đắc Ca, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Phước đã đề nghị Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn hai tỉnh Đắk Nông và Đồng Nai thông báo đến nhân dân trên lưu vực sông Đồng Nai chủ động di rời, sơ tán người dân ra khỏi vùng trũng thấp nhằm đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản cho người dân. Tỉnh Bình Phước cũng đã tổ chức di rời 200 hộ dân thuộc 4 xã chịu ảnh hưởng lên khu vực cao hơn để đảm bảo an toàn trước nguy cơ vỡ đập.